Để nạp sản phẩm vào Google Drive của lớp, các trò tiến hành làm như sau. Thứ nhất là mở cái folder để cho của lớp để chúng ta gửi sản phẩm vào. Ở đây là bản hướng dẫn thầy hướng dẫn các bạn từ máy tính. Thì khi vào folder của lớp rồi á, thì các trò bấm vào New, Upload File, Upload cái file. Sau đó nó sẽ chỉ dẫn tới cái file của các trò. Ví dụ như thầy upload cái file video ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng này chẳng hạn, thì chọn cái file đó, sau đó open, thì nó sẽ tự động nó sẽ đẩy cái file của mình vào trong folder của lớp đấy. Các trò thấy file đã được gửi vào nha. Cách thứ hai đó là các trò có cái màn hình lại và kéo cái file mà các trò muốn gửi vào trong nhóm lớp. Ví dụ như bây giờ thầy gửi cái file video lúc này chẳng hạn. File video lúc này. Đây, file ảnh hưởng của nồng độ đây chẳng hạn. Các trò dừ chỉ đến cái file, sau đó dừ chuột trái kéo vào màn hình folder đến khi nó xuất hiện dấu cộng của chữ copy. Đấy. Các trò thả con chuột ra thì nó sẽ tự động đưa cái file đó vào folder. Đấy, đó là hai cái cách giúp chúng ta đẩy cái file vào folder.